Rồi. Chén quớt, chén quớt là đường chén quớt thần thánh. Quá trời ngon. Wow, nước miếng chảy ròng ròng rồi các bạn ơi. Mời các bạn nha. Cái này đã. Anh Như Phong đã. Phê hả? Kiểu mà nó phê á hả? Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thấy chén quớt thấy hèm không các bạn? Giờ mình kiếm cái chỗ ngồi trước đi rồi mình thấy chén quớt là thấy chảy nước miếng rồi đó. Chỗ nào ngồi chỗ này vậy ta? Ngồi chỗ này được không? Hay là lại đám cỏ đằng kia? Ở đây được không? Rồi, ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Đó. Hơi sình ha, hơi dơ rồi nha. Cần lấy mít lót lên không? Làm gì vậy? Đang lót cái chén đừng dơ cái đít. Nay hai anh em mình ăn chanh nha, thử cảm giác ăn chanh chống ớt rồi như thế nào. Nhìn thôi. Mới gọt thôi là hay chảy nước miếng rồi đó. Sắc lát lát ra ăn hay để nguyên trái anh? Không, để nguyên trái nè. Nguyên nhìn... trái luôn hả? Ừ, trời ơi, đó. Hay ngon chưa? À, mấy ngày nay nước lũ quá trời luôn. Nè. Kiến cắn các bạn ơi. Trời ơi, kiến quá trời kiến. Chưa đã gọt xong trái này nữa nha. Thơm không? Rủi rồi, nó thấy hèm rồi đó. Trời ơi. Nhìn camera mà đảo tới đâu luôn rồi camera. Bị kiến cắn. Trời ơi. Các bạn có thấy chảy nước miếng cho mình không? Chứ mình gọn là mình thấy chảy nước miếng lắm luôn rồi đó. Các bạn ơi. Nè các bạn. Chén quớt là đường chén quớt thần thánh. Quá trời ngon. Wow, nước miếng chảy ròng ròng rồi các bạn ơi. Mời các bạn nha. Cái này đã. Anh Như Phong đã. Phê hả? Kiểu mà nó phê á hả? Ôi muối nè, chấm chấm muối nè. Quất. Ừ, ừ. À, tôi đã. Trời chua thấy không? Thấy mới tám ông trời luôn. Vì sao người ta ăn ngon như vậy? Này theo em ăn được mấy trái? À, ăn vui lên coi mà nhăn nhói vậy. Cười lên Phong, cười lên. Nước chấm thần thánh nè các bạn.
quất hết trái luôn à. Vỏ trời hình như nãy giờ ăn quên nhá hộp luôn nội. What? Có mà anh nãy giờ anh ăn quên nhá hộp luôn nè. Mà thôi chắc không sao đâu ha camera. Chừng vô trong thứ một cây lên đó. Ủa này mày ăn vỏ luôn ta. Vỏ vỏ chát quá. Giờ mình sẽ thêm một trái nữa. Làm trái nữa. Dứt. Dứt. Chua chua vậy chứ. Đã lắm. Tốt mồ hôi luôn. À. Hết rồi. Sắc lát rồi ăn thì xưa rồi các bạn. Giờ mình chơi nguyên trái nè. Vỏ nó chát quá. Mà ngon. Vỏ có mùi mùi dầu người ta. Mùi dầu cũng tốt lắm nha. Có tinh dầu. Tinh dầu. Thích hà quá vậy. Cay cay tệ lắm các bạn. Nhưng mà ngon lắm. Ngon không? Đây. Ngon không? Ngon anh. Ăn cái sổ mũi luôn trời. Chảy nước mắt. Ê, ê. Chưa sao, chưa sao, gỡ vô đồ vô mít. Gỡ vô lá mít, không sao, không dơ, không dơ. Không ai thấy. Không ai thấy đâu. Nãy giờ mình đi nói chuyện chơi à. Có ai biết gì đâu. Rồi, không ai thấy cho trái này nè. Rồi. Nhìn giống như trái cam nhỏ ha, mình tưởng tượng cho nó ngọt đi, là ngọt à. Ăn chứ đi, ăn chứ đi. Quất chứ nha. Quất à. Hả? Đó. À, bây giờ mình sẽ quất nha. Mày chấm mày cự mày ăn mày không cự. Cự coi. Đừng làm anh hồi hộp. Gọt không kịp là thấy hèm rồi nè. Đồng không môn quạnh, sông nước hữu tình. đồng của quê mình ở giờ ngập lụt hết trơn các bạn ơi. Nhưng mà dù gì cũng đỡ hơn miền Trung hiện tại các bạn. Người dân miền Trung hiện tại giờ Trung đang cao điểm, nước lụt gì đâu, tới nhà mình thấy xót quá. Mấy anh em mình thì cũng không có điều kiện gì để giúp đỡ được. Đây thôi, bỏ qua vấn đề miền Trung qua một bên đi. Tại nói làm sao giờ, tôi không biết nói làm sao nữa. Nói chung anh em mình cũng chưa có điều kiện lắm. Đúng rồi, chỉ biết kênh của tụi mình là kênh nhỏ, cho nên không có đủ điều kiện, mà khả năng cũng không có đóng góp gì được cho miền Trung hết. Chỉ là có tấm lòng hướng về miền Trung thôi. Chúc người miền Trung nhiều sức khỏe nha. Thôi, mình tiếp tục ăn chanh nha. Mời các bạn nha, ăn chanh các bạn ơi. Camera. Chăm miếng à. Ủa. Làm camera làm sao chảy nước miếng gồng gồng rồi các bạn ơi. Ôi, lại. Ăn mà không nhăn mặt à. Không được. Dạ ăn. Ăn không cảm xúc nè. Anh em mình ăn không cảm xúc nè. Rồi không nhăn mặt phải không? Ừ đúng rồi, ăn không cảm xúc. Rồi vô chưa? 2, 3. Đùa quá. Này phải ăn cảm xúc mới được chứ không cảm xúc. À, sau cái clip ăn chanh này thì các bạn có muốn mình ăn gì chấm với muối ớt gì? Muối ớt thần thánh thì các bạn cứ comment ở dưới nha, tụi mình sẽ thực hiện theo các bình luận của các bạn. Ăn hồi chua hành ngọt luôn à. Quen lửa à. Phải không? Nhưng mà trái này hồi trái nữa không nổi đâu nha. Cố lên.
Không, ăn để chưa biết cay đắng chua của cuộc đời. Cái gì cũng phải nếm qua, đừng phải nếm qua mới được. Chanh này sáng mua đồng chua dữ vậy ta. Mà chợ á, bà bán nhiều trái à? Ngàn trái á. Hàng nhiều chua. Bán 500 đồng trái là đậu chua dữ vậy. Chua, chua hánh thằng chua. Quất. Chỉ là chanh thôi mẹ, đúng không? Đâu chua bằng người yêu cũ đâu. À. Ôi, thôi anh em mình dùng hết cái này. Ngừng các bạn, chua quá. Chủ yếu anh em mình thèm ăn chơi cho các bạn coi vậy. Thèm ăn cho biết. Ăn cho biết á. Các bạn nào xem clip này có chảy nước miếng thì lấy chanh ra ăn với mấy anh em mình nha. Rồi các bạn muốn mình chấm cái này muối ớt nữa thì comment bên dưới cho mình biết mình làm theo nha. Rồi, mình sẽ thử thách với bạn Hằng là ăn tất cả các loại trái cây với muối ớt. Các bạn cứ comment ở dưới thì anh em mình sẽ thực hiện. Đừng comment ớt với ớt nha trời. Ớt với ớt là chết luôn á. Rồi bài các bạn nha. Chua quá rồi.